Chào các bạn, mình là Phương Tây Ca, rất vừa được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi một cái video giới thiệu khóa học của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái khóa học về triển khai bản vẽ kiến trúc. Thì trong phần vẽ, trong cái phần nhóm này thì các bạn sẽ thấy được các phần video mà mình giới thiệu với các bạn về cái việc mà chúng ta sẽ triển khai một bản vẽ kiến trúc như thế nào. Thì đây là cái nhóm mà mình giới thiệu với các bạn. Đây, mình tắt cái ảnh này đi nhá. Thì đây là cái nhóm thì các bạn tìm kiếm ở trên trên mạng thì các bạn có thể đánh cái tên này vào thì các bạn sẽ thấy được cái nhóm của mình thì các bạn có thể đánh phương TK thì nó cũng ra các cái phần tìm nhóm thì các bạn sẽ thấy những cái này hoặc các bạn đánh AutoCAD triển khai kiến trúc thì nó cũng ra đó thì trong cái nhóm này của mình hiện tại đang có những cái gì thì bây giờ mình vào cái phần video này đây trong phần video thì đây là toàn bộ video mình đã up lên cho phần khóa học thì chúng ta có rất là nhiều thứ ở đây chúng ta có giới thiệu tổng thể công việc triển khai này có về triển khai mặt bằng mà đứng đúng không? Đấy mà đây có một thêm một cái mặt đứng nữa phần 2. À, ở đây thì hầu như là mình đã triển khai gần như full một cái phần uh, biệt thự rồi. Đó thì ở đây đang gồm có khoảng 16 video thì có cả mặt cắt này, có cả thang, có cả ban công, có cả mặt bằng cửa rồi có cả sắp tới thì có các cái video chi tiết cửa mình sẽ up thêm lên đây. À, rồi các cái phần thang bổ sung giả sử như các ở trong cái phần bài thượng này thì nó chỉ có một cái loại thang thôi à, thì mình sẽ bổ sung thêm các cái phần thang cho các bạn thì khi mà các bạn vào nhóm thì nó sẽ kêu, có cái kiểu như này đây khi bạn vào nhóm thì các bạn sẽ thấy một cái bài hướng dẫn ở đây trong cái bài hướng dẫn này thì mình sẽ đưa ra cái link video và link file để các bạn có thể làm bài tập Đấy, link video thì là vào cái lúc nãy rồi thì, rồi cái link file thì đây mình có up các cái phần 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 video lên như này còn cái phần link file thì là cái link mà các bạn có thể làm bài tập ở đây Và cái tệp này thì các bạn sẽ thấy tất cả các bài tập mà mình up theo phần video Cả phần full của biệt thự đó luôn Ok để tham gia cái phần uh, um, khóa học này ấy, thì các bạn sẽ liên hệ với mình theo cái uh, uh, Đây là nick face của mình này Thì các bạn có thể thấy đây Phương chấm cầm thì các bạn sẽ thấy uh, cái nick face của mình Thì liên hệ đây là cái tường uh, nhà mình đấy Thì các bạn sẽ uh, xóa cái này đi đã đó. thì đây các bạn sẽ thấy được uh, các cái phần uh, chắc chắn là cái phần của mình đó thì liên hệ với mình theo cái phần này hoặc là vào cái phần nhóm lúc nãy thì các bạn cũng có thể thấy được uh, ở trong cái phần mô tả của nhóm nếu các bạn để ý trong cái phần mô tả của nhóm ở đây thì mình cũng có kể cả cái phần giá của khóa học và các cái phần liên hệ ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy à, để các bạn có thể liên hệ với mình đây theo link file đây Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần video giới thiệu này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong các phần khoa học của mình. Cảm ơn các bạn.